Đây là chào mọi người. Có mọi người có nhận ra ai đây không nhỉ? Chào mọi người ơi. Đây là chị Thu à, chị Thu của tôi à. Fan cũng fan của Hồ Văn Cường á. Chào mọi người. Đây là Hương, Hương Chuối à. Đi chơi với chị Thu và chị Khoa. À, Đồng Tháp An Giang cũng gần nè. Chị Khoa nhiệt tình mến khách. Đi qua tới Long Xuyên rước Hương luôn đó nha. Long Xuyên đi chơi hả chị? Chị em đi về Cần Thơ, đi Cần Thơ chơi. Đi du lịch miền Tây. Muốn nói gì nói đi. Ơi. Chúc các bạn không. Ha, các cô chú anh chị. Một, tao quay gì nhìn Hương đẹp không? Không quay không đẹp gì chưa? Một ngày mới, nhiều vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Đó, chị Thu với thiệt đi. Khỏi. Chị này chỉ nghiền cường lắm mà chị không, đôi, không có dịp đi. Em nhớ mặt chị quen lắm. Hôm nay đi một vòng về miền Tây luôn nha bạn. Nói gì nói thì tao quay luôn dùm cho nè. Quay cho mặt chị kìa. Quay đẹp không? Thấy đẹp không? Quay mặt Hương đẹp ghê không? Quay mặt chị kìa. Bây giờ tao quay cho chị đi, giới thiệu chị đó. Khỏi. Nhìn mặt này lên nước rồi. Từ Đồng Tháp chỉ qua Long Xuyên đón Hương đi đó, nhiệt tình ghê không? Thương chị không? Có chào câu nào không chị Lệ Thu? Chào buổi sáng. Chúc mọi người một ngày mới nhiều may mắn tốt đẹp nhất, mua may bán đắt. Để dành tiền đi show vé cường tiếp. Tháng 12 Hà Nội. Hồi chút xíu này đang clip này lên đi, nha. Đi về khi nào về bển gắn cài kiếm tiền, có tiền về đi show tiếp. Nhớ mọi người giáp viết nha, giáp viết. Giáp viết nhiều, bao nhiêu triệu giáp viết nhiều. Không biết nghe nói đồn mấy triệu chứ đâu. Nghe nói 5 triệu quá vậy á. 5 triệu hả? Nhớ cài tháng 12 về nha. 5 triệu là chị nhỏ. Cái bé máy bay là chị nhỏ. Ừ, đúng rồi, bé máy bay là chị nhỏ. Không mà về bển mà về bển mà mua bên chân hết à. Về chảy quá là hết. Hết rồi, hết. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nghe bà con ơi. Clip này đang lên đang lên YouTube được nè. Đang hot ơi, đang lát rồi đưa em viết. Nè nhìn cái mặt đẹp không? Nó. Lát lại gửi qua ghê. Lát gửi ơi. Đang đăng YouTube. Không, nhìn mặt đẹp luôn luôn quay. Quay tới chị Kim Thoa rồi chứ. Chị em nhớ lên cái mặt dữ luôn. Ba chị em đó. Chị em. Thằng này ai cũng đẹp chứ. Đi chuyến về miền Tây sông nước. Là đi chợ nổi trước nha, là đi chợ nổi trước nè. Về miền Tây quê tôi. Về miền Tây quê tôi. Cảnh đi ra Tiền Giang luôn, đi quê Tiền Giang luôn. Hồi đó là cô giáo hả? À, là cô giáo. Mất dạy rồi, giờ mất dạy chị. Cô giáo mất dạy rồi. Biết chuyện nào thì cái đây là trái đất tròn này, duyên nợ nè. Chị em nó biết mặt giờ đi chơi chung. Một vòng tay lớn bây giờ bèo nhờ nói bé vòng tay lớn bé ra nói vòng tay lớn bé Cường kết nối đây, từ khắp ba miền đất nước Bắc Trung Nam và lan cả hải ngoại. Hương về Hương đi mấy cô mấy chị ở Hà Nội rồi mấy chị ở Sài Gòn chị đi uống đi. Rồi ba miền mấy cô ở ngoài miền Trung, mấy cô Mai Lê rồi đó, nói chung là ở nơi đâu cũng chào đón hết. Hương cảm ơn rất nhiều nha, cảm ơn các cô chú và các anh chị và các bạn rất nhiều. À, vui à. Ê, lát chị đang là bà con hỏi, hai chị tới đâu rồi, em ở Cần Thơ, em ở đây. Có ai Cần Thơ ra học chung luôn đi. Có ai Cần Thơ không? Hình như ít á, ở Cần Thơ ít có người. Cũng có, chị có nhiều lắm. Có ai ở Gò Công, Tiền Giang, có Tiền Giang. Cất nghe, Tiền Giang, Mai Phúc rồi chị.